Hello, hello, xin chào mọi người nhé. Thì lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ làm tất tần tật những cái code mà các bạn có thể sử dụng được. Thì các bạn hãy nhập sớm nhất có thể nhé. Code nó sẽ thay đổi theo mùa. Và đợt này thì sự game mới ra ấy, nên số lượng code nó khá là nhiều. Cũng có code xài được và không xài được. Vậy thì mình sẽ nhập hết những code mà mình hiện tại đang góp nhặt được. Thì những cái code này mình sẽ cái này là cho cái gì, vé nhiệm vụ thường là cốt quỳ thế. Vé nhiệm vụ thường là cái này này các bạn, đây vé nhiệm vụ thường cái này, này. Quỳ vãi luôn. Cốt tiếp theo thì giai đoạn này nó vừa mới phát hành game ấy, nên nó cho cốt khá là nhiều để lôi kéo người chơi, nên những bạn mà chơi giai đoạn này gắng chơi thì chơi nhá. Game trò này thì khá là tiết kiệm thời gian. Thứ nhất là một ngày các bạn vào làm 30 phút là xong nhiệm vụ. Thời gian thì quá hợp với người Việt Nam luôn. Cục không tồn tại, sau này không tồn tại nhỉ. Tiếp theo là Goku 666. Thì những cốt nào mà xài được thì mình sẽ ôi cuốn này ngon này, 500 kim cương, 500 ngọc. Ok, thì mình nói lại cái ngọc cho bạn bạn dễ hiểu. Tiếp theo nữa là Goku 888. Vậy là có một cái chứ không không xài được đúng không? Tiếp theo Goku 888 đổi thành không. Cũng 500 ngọc. Ngon đấy các bạn ạ. Đợt này siêu ngon luôn nha các bạn. Má đổi thưởng tiếp là Vegeta 666. Vegeta 666 đổi thành công lại 500 ngọc. Anh trả XP với cái này quỳ các bạn ạ. Quỳ lắm. Vegeta anh quỳ từ trong game cho đến nữa, từ trong phim cho đến ngoài game. Vegeta 888 Vegeta, mình thích đọc thuần Việt thì các bạn thông cảm nhé. Đây vẫn vậy, tự chọn mã đổi thưởng tiếp. Mình nhập tiếp theo là FB, là nghĩa là Facebook chắc. GP W I L com. Welcome. Sao lại thiếu chữ L? Đấy chà. Thôi mình sẽ nhập một đống luôn nhá, đỡ phải ra coi các bạn. Mà thôi, nữa đi. Cho mình sẽ biết được cốt nào ngon và cốt nào không ngon. FB tiếp khá là nhiều. Mình sẽ để ở phần mô tả cho các bạn nhé. Và phần bình luận, mình sẽ để vào phần mô tả và phần bình luận. Thì để cho các bạn copy cho nó nhanh, đỡ phải gõ đúng không? RE WARD 100. Ôi, nhiều lắm các bạn, cả đống. Kiểu này lúa về, ấy chà, đá đúc lại cũng được này. Vàng cũng được này. Vé thường thì hơi hơi phèn. Cho vé thường thì hơi phèn. Chết. FB STAGE 200. Tiếp theo, ok. Thôi mình nhập một lần luôn đi cho các bạn nè. Đỡ phải đi ra đi lại. Mình kể cả đi ra đi lại mình cũng mệt. 300. Các bạn quý mến thì cho mình xin một đăng ký nhá. Mọi người tắt thông báo cũng được. Bởi vì mình cũng làm nhiều nội dung ấy. FB đa số những cái nội dung mình làm thì game chiến thuật là chủ yếu.
vì mình đi làm về rồi, công việc mình thì cũng không tư duy nhiều, nên não đôi lúc nó hơi bị đần tí thì chơi game kiếm thôi. Game này thứ nhất là nó mang tính chất giải trí là một, thứ hai là nó có một chút tư duy, ba thì nó cũng không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Tiếp với chơi nó lấy tí nhân phẩm theo kiểu là tìm kiếm cái niềm vui trong nhân phẩm các bạn. Đôi lúc các bạn nổ hũ thì cái trò này mình bảo với các bạn là nó nổ nhân phẩm rất là nhiều giai đoạn đầu ấy. Thì cái game này trò chơi nó sẽ phụ thuộc vào meta trang bị và định hướng đi tướng nha các bạn. Hầu như tướng nào cũng mạnh và ổn nếu mà các bạn có trang bị ngon. Bởi vì mình cũng có kinh nghiệm chơi trò này rồi nên các bạn yên tâm. Tuy rằng nó mới ra nhé. Ôi, nó bảo à, mã đổi thưởng không đúng à. Vậy là có hai cái không đúng rồi các bạn. Tiếp theo nó lại cốt nhiều lắm. Chưa bao giờ mình thấy cái trò nào mà nó cho cốt nhiều thế này. Nhiều dã man. Đấy, chúng ta sẽ cho xem quà nào. Ui, 300 này. Cái này cũng 200 này. Cả đống các bạn. Ui, cút xịn lắm. Cút sau này toàn cút chất lượng. Cái này là quay tướng này các bạn này. Giai đoạn đầu có mấy cái cút quay tướng này đúng không? Game này giai đoạn đầu các bạn không cần tích lắm nhá. Hoặc là các bạn cứ xem series của mình ấy, thì đỡ phải suy nghĩ nhiều. Các bạn xem xong rồi các bạn làm chơi giống như mình ấy, cho nó khỏe. Mình sẽ chiêu mộ luôn các bạn nhé. Mong ra con gì nào. Ra gì đây? Ui, con này là gì? Lực lượng gun. Con này trong của đội Pizza mà. Một tím mà không ăn thua được các bạn. Ui, ngon 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 ngon. Đúng rồi. À, nó hệ lốc xoáy các bạn ạ. Hệ lốc xoáy chun. Trun này hệ lốc xoáy à. Chí mạng. Sát thương đơn lẻ tăng lên. Anh trả sát thương đơn thì tôi không ăn thua được. Con này là hệ tấn công. Con này tướng đam. Ui. Xin bờ hung. Kheo. Ui, xin bố hung kìa các bạn kìa. Ui, vãi nhái, game này hơi bị hay nhá. Thôi mình chiêu mộ luôn. Ui, VIP 3. Nói đến VIP của trò này thì trò này VIP rất là nhiều nhá. Các bạn nông dân là cứ lên VIP vào ảo tầm khoảng mình nhớ là để con. Mình nhớ là cái này là VIP 5. Vậy thì các bạn chơi 30 ngày sẽ lên VIP 5 nhé các bạn. Thoải mái con gà mái các bạn nhé, thoải mái xịn sò luôn. Đấy thì mình quà đến đây chắc cũng hết rồi. Các bạn thì muốn chơi tốt đấy thì các bạn vào cộng đồng cũng như xem cái danh sách phát của trò chơi game này, mình sẽ hướng dẫn cực kỳ cụ thể rồi các bạn học theo. Yên tâm đi, nói chung là nó sai sót nó sẽ thấp nhất có thể. Rồi các bạn vào cộng đồng nó có thể là nơi lưu trữ ở kỷ niệm của các bạn. Bởi vì cộng đồng mình xây dựng thì chắc chắn sẽ vĩnh viễn thôi. Không đổi tên hoặc là buôn bán gì đâu, các bạn yên tâm nhé. Không phải bán đồ kích nạp hay gì đâu. Tiếp theo nữa thì mình tính nói gì nhỉ? thôi, mình cũng không nhớ nữa. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào.